Xin chào, nếu bạn đang nhìn thấy tôi thì có nghĩa là tôi đang chuẩn bị quảng cáo áo. Chuyện là sắp mùng 9 tháng 9 rồi, nghĩa là sao? Nghĩa là Shopee Sale. Thế nên là chỉ trong mùng 9 tháng 9 này, shop trùng cuối đang có cực kỳ nhiều ưu đãi hấp dẫn, nhiều hơn cả tiền của Sắc Bình. Sau đây là những ưu đãi bạn sẽ nhận được nếu mua áo của shop trùng cuối vào mùng 9 tháng 9. 1. Free ship. 2. Hoàn xu. 3. Đổ tranh. 3. Giảm 10% trên mỗi đơn hàng. 4. Tặng một cái tranh trị giá 30.000. 5. Là áo sẽ đi kèm hộp cộng thêm một tấm thiệp có chữ ký của chính vui vẻ tôi. Nếu bạn thích trị giá, vô giá hoặc là vô giá trị. Được không? Hay mà, mua đây, chính chỉ có chữ kia, kỳ thật luôn, hứa, mua đây. Thật sự để mà nói, tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa. Một bộ phim zombie đầu tiên của Việt Nam mà tôi phải thốt lên hai từ là tuyệt vời. Các bạn có biết tại sao không? Bởi vì đúng như quảng cáo là một bộ phim xác sống miền Tây. Phim này có xác sống và có cảnh ba cua qua cầu như... thiếu mỗi ăn thịt người kèm trái cây chấm muối ớt Tây Ninh nữa là để mời trọn vẹn. Tôi không rõ là đạo diễn Nguyễn Thành Nam định kể câu chuyện gì, nhưng mà tôi thích nhất là cái đoạn mà nhân vật chính thét to It's cool out time và cả dạp đồng thanh hú theo cù nao nào cù. Và thôi, không để bạn chờ lâu nữa, bắt đầu vào mổ xẻ cái phim này nào. Cù lao xác sống kể về câu chuyện một con zombie trôi giạt trên một cái ghe, cắn một ông già, làm lây lan dịch bệnh xác sống khắp cù lao. Loay hoay tìm đường sống sót giữa bối cảnh đó là dàn nhân vật chính, bao gồm một gia đình ba thế hệ, một ông mommy's boy cùng hai người phụ nữ của đời mình, một ông què ghép đôi với một ông bia đia, hai thanh niên áo đen ngầu lòi một nam một nữ, Ốc Thành Vân và vài nhân vật phụ khác. Hành trình của họ đơn giản là cố gắng thoát khỏi cù lao để đến với con phà nào đó mà mãi chả thấy nó tên là phà gì, đưa họ sang một nơi khác mà không rõ là có an toàn hay không. Một nội dung rất đơn giản và không quá mới, nhưng mà cái làm phim hay vẫn luôn là ở cách phát triển, đúng không ạ? Và phải nói là cách phát triển của cái phim này thì nó tệ vãi đái. Phải nói là thảm chùi chân chứ không phải là thảm họa nữa. Nhưng mặt sáng là phim này là một bộ phim cân bằng, bởi vì nó tệ trong gần như mọi hạng mục mà tôi có thể nghĩ đến. Nhà làm phim chọn cách kể chuyện mảng miếng với nhiều tuyến nhân vật. Đây là một phong cách cần cài cắm rất nhiều và phải cực kỳ thận trọng để có thể đẩy nhân vật tới giới hạn của sự đấu tranh và thể hiện được sự thay đổi về mặt bản ngã của mình, và từ đó giải quyết được cái vấn đề đã đưa ra cho nhân vật. Bọn mình đã từng làm một video về cách kể chuyện này trên kênh, đó là phim Crash. Nếu bạn tò mò thì hãy xem thử nhé. Và phong cách này nó hợp hơn với những bộ phim về tình cảm, drama, chính kịch xã hội và TV series. Còn với Cù Lao Xác Sống là một bộ phim nghiêng nhiều về yếu tố hành động kinh dị và lại còn thời lượng có hạn, nên là càng nhiều tuyến nhân vật thì càng nguy hiểm. Nhưng tổ đội dựng phim lại bất chấp nguy hiểm, và thế là cách kể của phim tệ lòi lờ. Câu chuyện của từng nhân vật được xử lý không tới nơi tới chốn. Background của từng nhân vật được thiết kế khá là dở hơi, không giải thích được cho cái lý do hành động. Lộ trình phát triển cho họ thì cũng gần như là không có, và cái kết cho mỗi người thì chẳng muốn nói đến nữa. Tất cả chắc chắn là do cố nhồi nhét, cho nên là người xem gần như chẳng có thời gian để mà đồng cảm hay là yêu mến một nhân vật nào, nên là như một hệ quả, chả có tí cảm xúc nào được gợi dậy khi mà ai đó bị cắn. Cái pattern tệ hại này được giữ đến cả climax và cuối phim, những cái đoạn mà đáng ra phải là tình huống then chốt, nơi mà đáng lẽ phải đẩy cảm xúc khán giả lên cao nhất, nhưng họ không làm được. Kèm theo đó là phim rất mù mờ và nhiều sạn, mà đầu tiên phải nói đến là nguồn gốc của Xác Sống. Nó bị ít thông tin đến bực mình. Tất cả những gì chúng ta biết được về cái bữa tiệc la hét này là Xác Sống xuất hiện ở đầu sông Mekong. Không nguyên nhân, không lý do, không sự kiện, không tình huống. Nó kiểu như bạn xây dựng một bộ phim quái vật xong bạn thả quái vật từ trên trời xuống, cái boom. Quái vật trong siêu nhân Gao còn có nhiều background hơn. Chuyện gì đã xảy ra với một vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm, hay là một loài động vật bị nhiễm bệnh lây sang người, hay là vũ khí sinh học, hay ti tỉ những nguyên nhân khác mà chắc chắn là các biên kịch nhiều kiến thức về điện ảnh hơn tôi có thể nghĩ ra. Nhưng không, họ chọn một cái mở đầu thiếu sáng tạo nhất, cẩu thả nhất. Cơ mà rồi, ok, coi như là tiết kiệm thời lượng đi. Hãy tạm bỏ qua cái mở đầu rất là sơ sài để đến với hồi 2 và hồi 3 của phim mà cũng khiến tôi phải vò đầu bứt tai. Nhà làm phim bị mâu thuẫn trong việc quyết định xem đây có phải là thể loại kinh dị hành động, hay là hài hành động, hay là nhạc kịch hành động. Xong cứ chán chán là trên cảnh mặt Xác Sống vào để mà dọa dọa. Bi rôn à. Đến đây tôi thật sự bị hoài nghi về kiến thức tâm lý con người của đạo diễn. Ông ấy hù dọa người ta cũng không tới, mà trêu chọc người ta cũng không đủ nhiều. Thầm làm. Cách giải quyết nút thắt thì đúng là ối rồi ôi luôn. Thêm vào nữa là biết là đạo diễn muốn đưa cái văn hóa miền Tây sông nước vào rồi, thông qua những câu hò, những câu cải lương. Nhưng mà thật sự là chất miền Tây trong phim này chỉ có nhiêu đó thôi. Cho zombie ăn muối Tây Ninh đi. Xin lấy. Muốn khen được phim này đúng kiểu phải làm như mấy bạn hay bảo, cắt mẹ não đi mà xem. Chứ mà nói đến sạn thì phải lấy rổ mà vớt chứ ngồi nhặt mệt lắm. Tiêu cực quá. Bây giờ tôi sẽ nói về những thứ mà phim đã làm tốt.
cho bất tiêu cực. Bộ phận trang điểm đã thành công trong việc mang những con xác sống giống với Train to Busan lên màn ảnh. Tuy phục trang thì hơi gai mắt một tí, nhưng thôi, coi như đó là signature của phim Việt Nam vậy. Họ cũng đã tận dụng được những cái điểm mạnh của các diễn viên hài như là La Thành và Xuân Nghị. Cách đùa của những diễn viên lớn tuổi có mộc mạc miền sông nước, nó giản dị và rất là dễ gần, chứ không vô duyên ngớ ngẩn. Biểu cảm và tình huống cũng nom rất là dễ thương, dù là nhất dễ thương vào phim zombie thì có hơi đó là như tiêu cực nè. Bộ phim xuất hiện những cái diễn viên đã có tên tuổi trong ngành giải trí, nhưng có thể là do kịch bản quá nghèo nàn khiến đất diễn của họ vô cùng hạn chế. Anh Huỳnh Đông rất cố gắng để thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ bố và con gái, nhưng anh chỉ quan tâm đến gia đình của mình và hoàn toàn vô cảm với mọi người. Đến cuối phim thì nhân vật này bỗng trở nên vị tha và muốn cứu người khác chỉ sau một cuộc trò chuyện ngắn bằng 2 câu hỏi rưỡi và hoàn toàn không có một tí đấu tranh nội tâm nào. Nó là một sự phát triển nhân vật không đáng tin. Những nhân vật như là anh BD, anh Què, ông bố, bà mẹ, đôi vợ chồng xén xúa thì đúng kiểu xuất hiện chỉ để đóng sitcom hài hước lãng mạn pha tí drama luôn. Chỉ được cái làm lõm mạch phim. Có một nhân vật do Úc Thành Vân thủ vai được xây dựng tương đối ổn. Lời thoại biểu cảm của chị Úc thì đạt rồi và tròn vai. Nhưng mà tròn vai trong một cốt truyện như cứt thì... Quỳnh Trang và Trung Huy là hai nhân vật được xây dựng theo kiểu thiếu niên anh hùng và đáng ra nên đóng vai trò người hùng trong team. Nhưng mà như đã nói, nhiều tuyến nhân vật quá. Tính cách mỗi người thì có đấy, nhưng mà chúng chưa thực sự va chạm với nhau. Tổ đội Phật thủ Cù La cũng chả có một cái leader nào. Vai trò của mỗi người cũng chưa rõ ràng. Xem với cảm giác của ông này bà kia chết bớt đi cũng chả ảnh hưởng. Ai cũng mờ nhạt. Khả năng duy nhất là cầm gậy phang zombie và đấm gió vào mặt zombie, hoặc là dùng tay kéo zombie ra rất là nhẹ nhàng. Chắc là sợ mạnh tay thì bị kiểm duyệt. Ngoài ra thì các tuyến nhân vật phụ được đưa vào tuy ổn, giàu tiềm năng, nhưng mà được một lúc thì mất con mẹ tích. Phí của rời. Nói chung là kịch bản này lôm côm, làm hoang phí khả năng của dàn diễn viên lẫn tiềm năng phát triển của nhân vật. Nhạc phim tôi đánh giá là tệ, dùng chưa hợp lý, lạm dụng nhạc epic ở nhiều phân đoạn như là cả nhà gào khóc về một nhân vật mới giới thiệu đã tử vong. Người xem còn chưa kịp biết tên anh ấy là ai thì lấy cái gì mà đồng cảm. Nhìn một cách tổng quan thì bộ phim nó có những cảnh quay khá là đẹp, có những cú máy từ trên cao lột tả được cái nét đẹp thân thương của miền Tây sông nước, và có những cảnh quay dài được dựng khá tốt để mà tạo được cái sự hồi hộp một cuộc rượt đuổi. Nhưng bên cạnh đó là không ít vấn đề mà đa số là nằm trong cách truyền cảnh. Có những phân đoạn nhân vật đang cần đầy cảm xúc của khán giả, như khi một ông bố nào đó có đứa con gái bị xác sống cắn tử vong, thay vì quay cận mặt ông bố để mà thể hiện sự giằng xé và nỗi đau, hoặc là slow mo để mà thể hiện cú sốc, thì họ chuyển phát sang cảnh khác với chẳng một mục đích gì. Có những đoạn slow mo rất là khó hiểu, có những góc máy rất là khó hiểu. Có một pha truyền cảnh cũng khá là nghệ thuật là dùng cây dừa làm vật trung gian, nhưng mà phải nói đó là phong cách truyền cảnh quá là cũ hơn cả cái mặt tôi nữa. Và tôi thật sự nghĩ đoàn làm phim nên đầu tư thêm một bộ xương nữa, bởi vì có mỗi một bộ mà xuất hiện 4-5 lần thì nhìn mãi nó cũng chán. Nó thậm chí còn chả có sự thay đổi như kiểu sắc thịt đang thối ra, hay là giỏi bọ đã đến và đi, hay là trải qua nắng mưa, hay là dập nát một cái phần nào đấy để mà ẩn dụ cho cái hoàn cảnh của mọi người, hoặc là hoàn cảnh của cái xã hội cả. Tôi đoán bộ xương ở đây chỉ để làm bi-rôn. Ngoài ra, cách chuyển cảnh và màu phim vàng vọt mỗi khi vào đoạn flashback nào đó khiến tôi rất là khó chịu. Phim điện ảnh mà dựng cứ như là phim truyền hình giải tập VTV3 10 năm trước. Đây, cái rổ sạn phim đây, anh Nguyễn Thành Nam. Đúng thật là không hổ danh người cùng tên với NTN, làm phim như cách làm YouTube. Cái quần què gì mà zombie sợ nhạc cải lương, zombie sợ độ cao, ủa đã là xác sống rồi còn đủ nhận thức ư, zombie ơi đánh Dota không? À không, đêm rồi, zombie bận ngủ, còn buổi sáng, zombie bận đi cắn người, nam bị cắn thì gầm như mãnh thú, nữ bị cắn thì nói tiếng cá heo. Tôi biết nghệ thuật là sáng tạo, nhưng mà rõ ràng là lúc nào mọi người cũng cố gắng chạy rất là nhanh, thậm chí còn lên cả ô tô để mà chạy, trong khi lũ zombie thì di chuyển với cái vận tốc chắc phải là 200m/giờ, và có khi chúng nó còn dừng lại để mà đi nha sĩ nữa cơ, dựa theo những cái dấu răng rất là đều và đẹp của chúng. Nhưng dàn nhân vật chính luôn bị bao vây một cách rất là đột ngột và luôn bị bắt kịp. Nhưng mà may quá, lũ zombie mặc định là sẽ dí theo cái người nào mà hét to nhất. Mà dí là dí đồng loạt chứ không có con nào mà phân vân đứng lại hết á. Và cả phim cũng không rõ chúng nó có mù hay không, bởi vì thấy mắt thì trắng dã, đổi theo nguồn âm thanh với cả mùi máu, nhưng mà lại luôn biết dừng trước khi rơi xuống nước. Mọi chiếc xe trong đại dịch bằng một cách nào đấy chạy rất là chill, nhìn như kiểu đi du lịch hơn là đi tránh nạn. Mọi người giữa đại dịch cũng rất là dễ thương, đang lái xe mà thấy xác giữa đường là cũng dừng xe dọn dẹp, trong khi thứ họ cần chỉ là cục 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 cục. Hay chi tiết cháu nội bé tí kiệt sức và hoảng loạn đang mất tích giữa rừng zombie, thì ông nội còn đang bận ca cải lương với cả cố nhân và còn định nắm tay và đi xa hơn thế nữa. Tình ông cháu như hạch, tâm lý nhân vật phải nói là vớ vịt, thiếu nhất quán, tình tiết bị dở hơi, và đỉnh cao của cái sự vô lý đó là cái kết, nơi mà đạo diễn lôi ra một đống vấn đề về nhân vật nhưng mà không giải quyết, để kết mở, thế là đỡ phải suy nghĩ kết thúc cho nhân vật.
Vỗ tay X10, đỉnh cao xử lý. Thật ra có rất nhiều tác phẩm điện ảnh có cái kết mở, nhưng mà họ đã giải quyết xong số phận nhân vật, hoặc ít nhất là người xem phải hình dung được số phận mà nhân vật sẽ gặp phải. Ở đây thì không, nhiều nhân vật như biến mất không lý do, chẳng giải thích cái gì. Hy vọng rằng là đây là kịch bản đã bị cắt xén, nhúng tay bởi nhiều bên, chứ nếu mà là kịch bản gốc thì có khi còn không tốt nghiệp được Arena. Cú Lép Sắc Sống là một bộ phim không đáng xem, không đáng tin và không đáng để có phần 2. Các tuyến nhân vật dày đặc nhưng mà không được dành thời gian để phát triển, chỉ lo hài. Hài sáng, hài tối, hài liên tục, hài có khi còn nhiều hơn cả sắc sống. Kịch bản phim sơ sài, cầu thả, khó có thể tin được là có người rót vốn cho kịch bản này được dựng thành phim. Người xem dễ tính có khi cũng thấy phí thì giờ. Tất cả những gì đúc kết lại được là để chuẩn bị cho đại dịch sắc sống, hãy dùng Durex và mở thật nhiều Circle K. Chấm điểm phim tệ nhất mọi thời đại. Nếu có gì đó còn tệ hơn cả cái phim này thì đấy chính là phần sắp tiếng Anh của nó. Vô tình đọc hai câu mà cảm thấy bẩn cả mắt. Không biết xem dạp khác thì như thế nào, chỗ tôi xem thì là như thế. Đây là Việt, xin chào và hẹn gặp lại.